Nasus là một anh hùng vĩ đại, sở hữu ngoại hình đầu chó thân người, giống như những vị anh hùng thần thánh từng được người dân Suriname tôn kính. Với sự thông minh của mình, ngài chính là hộ thần của trí thức, là một quân sư chiến lược tài ba. Trí tuệ của ngài chính là thứ đã dẫn dắt đế chế vĩ đại Suriname trong nhiều thế kỷ. Sau khi lễ thăng hoa của Asia thất bại, Nasus trở thành một huyền thoại, nhưng cũng mất đi danh phận và trở thành kẻ lưu vong. Vì sao Nasus lại có cái kết thương tâm như thế? Anh em hãy cùng đón xem trận đấu của Achen để xem cách anh chàng này triệu hồi Nasus 3 sao và cái kết ngặt nghèo ra sao nhé. Anh em mình vào việc. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Meta hiện tại là một meta mà các chiếc ấn và những món đồ chuẩn chỉ cho carry được ưu tiên, cho nên Earth và TF là hai huyền thoại được người chơi tin dùng. Achen thì tin dùng TF để có hộp Pandora. Đến vòng 2.5 thì anh đã tối ưu được cho mình các món trang bị như kiếm tử thân, giáp vai nguyệt thần và một mảnh cung được giữ lại. Rek'Sai mặc dù có máu của đấu sĩ, sát thương cũng không hề nhỏ nhưng với tầm đánh ngắn thì nó quá dễ bị carry tay dài focus và nằm xuống từ quá sớm. Như trong combat này thì cơn bão đạn của Miss Four đã cấu đi rất nhiều máu. Sau đó chỉ việc bắn thêm vài phát thường là đủ để nấm mô hư không nằm lại tại chỗ. Đây đã là trận thua thứ 3 và Achen còn lại 88 máu. Trận đấu quyết định 2.6 thì Achen có đổi tướng không cho kích hệ nhằm giữ được chuỗi thua 4 nhưng đối thủ cao tay hơn, chỉ để lại trên sân có 2 chest. Thế là Achen chịu cảnh mất chuỗi ngày trước thân quái. Người đã cho anh thêm 2 mảnh trang bị. Với những nâng cấp bậc vàng ở vòng chọn lõi tiếp theo như là tiếp tế trang bị, tàng thư bí mật và món quà tử sĩ. Map của trận này là khu chợ Surima, khá nhiều đồ rồi nên anh bỏ qua tiếp tế trang bị, nhận về nhà máy tái chế cũng phế luôn. Anh cũng không muốn lấy ấn nên không chọn tàng thư bí mật, nâng cấp thay thế là cầu hồi phục. Món quà tử sĩ hay thường được dùng với các bài đấu nhiều chess, hay ngày xưa thì Fiora còn khả năng chống chỉ định, có thể một cân nhiều con được thì nâng cấp này mới được sai. Còn giờ thì phế điên, nên anh roll lại và có thập tử nhất sinh. Giữa hai loại đánh nhau là cầu hồi phục và thập tử nhất sinh, thì rõ ràng là cầu hồi phục có thể dùng ngay được, nên nó sẽ là quyết định cuối cùng của Achen. Đại ba sẽ là món đồ tiếp theo được tối ưu. Với những món đồ đang có thì chúng ta cũng đoán được anh sẽ dùng Lila làm carry rồi đúng không nào? Phía bên kia có Sejuani chống chịu tốt ở tuyến trước, hậu phương là Cassiopeia được thoải mái chơi game và đánh bại Achen. Vòng chợ tiếp theo, anh lụm về Asia có 2 mảnh giáp. Chưa có khả năng giảm hồi máu, anh xào thêm giáp lửa cho gát. Cửa hàng có con Susan, anh kết hợp với Asia vừa lấy về kích Surima, đồng thời Asia cũng sẽ kích thêm cả quân sư. Đội bạn đã xài hết tiền ở cấp 7 nhưng nguyên cả đội hình thiếu nhi. Morder có 2 đại bác, giữ vị trí là tốt nhưng hắn ta không được kích hệ gì nên sát thương cũng chẳng được max ping. Gian tanh của Achen kết hợp với cầu hồi phục đủ sức chống chịu, chiến thắng thuộc về anh. Thêm một trang bị nữa được hoàn thành, đó là giáp máu. Anh bán đi luôn cho Gat và đổi đồ sang cho Nasus. Dự định sang turn sẽ update team đây mà. Bãi sói trả cho anh thêm 3 mảnh trang bị. Anh lên cấp 7 và tiến hành roll. Thêm được Javan vào sân kích quân sư. Roll đến hết thương cạn nhớ thì anh cũng có được Asia 2 sao. Quân cờ cần thiết cầm đồ sát thương vật lý cũng đã có, đó là cô nàng Lila. Hoàn thành gian tanh là 4 dũng sĩ, thêm được mid for kích quân sư và build water. Bài anh đã vào khung, trong khi đó thì nhà bắn tỉa vẫn dừng lại đơn giản ở mức 2 sao. Thấy ba bảo kê cho đàn em của mình tấn công, Chase không thể bắn xuyên qua được khuyển thân. Achen có được trận thắng thứ 3 liên tiếp. Đến với vòng chọn lõi cuối cùng thì vẫn sẽ là các nâng cấp bậc vàng mà thôi. Ba kê chụm lại thì sẽ cho toàn đội của anh có thêm được 300 máu mỗi em. Do có 3 tướng 3 vàng trong đội hình là Darius, Midfor và Nautilus. Dùng hợp chắc chắn là không cần thiết rồi nên roll trước và có lại trái tim dũng sĩ. Lập đội cũng không ngon nên anh cho cúc luôn, thay vào đó là cường hóa siêu công nghệ. Thay vì chỉ có tướng cầm đồ mới được thêm máu thì 3 cây chụm lại sẽ cho máu cả đội. Nên giữa cường hóa siêu công nghệ và 3 cây chụm lại thì rõ ràng 3 cây chụm lại ngon hơn. Còn muốn đánh 6 dũng sĩ thì anh phải lên 8, tiền thì giờ sai cạn kiệt rồi nên cũng không khả thi. 3 cây chụm lại sẽ là phương án cuối cùng. Chống chịu tốt, đốt máu có, trừ giáp có, sát thương thì từ hai nguồn Asia và Nila. Achen tiếp tục dập thêm một ngọn lửa nữa và thắp lên ngọn lửa Winstreet cho riêng mình. Vòng chợ 4 chấm thì anh ưu tiên nhặt tướng đắt tiền về làm kinh tế nên lụm về Ari. Gian tanh dũng sĩ sẽ kéo thời gian giao tranh khá lâu nên Achen quyết định dùng luôn quyền trượng cho Asia. Bên kia cũng chọn Nila làm chủ lực và gian tanh bằng dũng sĩ nhưng họ có thêm đam từ Bewater. Nila 2 với 2 đại bác, quạt cũng ác đấy nhưng cầu hồi phục giúp cho Nasus liên tục hồi phục và tiến qua được phần sau của địch. Trong lúc cô sinh viên Nila bên kia còn đang quạt vào người của thầy ba
thì Asia tranh thủ gọi điện ám sát, thành công đưa Nila lên bảng, Achen vẫn sẽ giữ được chuỗi tháng 6. Ba chim biến dị trả về 2 mảnh đồ lẻ và 1 dương đô. Bước sang 5 chấm, anh hoàn thành cho Nila được chiếc đại bác thứ 2, thêm cho Asia được Nanh Nga So và Găng Bảo Thạch. Nhà hư không đã mạ vàng được Kassadin, triệu hồi sứ giả khe nứt, hất tung Nasus và Nautilus. Cái ủi đầu tiên của nó làm cho Nasus mất khá nhiều máu đấy, nhưng chiếc lõi cầu hồi phục thực sự là cứu tinh khi Asia và Nila liên tục lập công, hạ gục kẻ địch, cứu sống Susan. Nila sau khi vượt qua được giàn tanh của đối phương thì quạt thẳng vào chỗ của Velcott, mang về chuỗi tháng 8. Sơn kế tiếp, anh lên 8 và lên được Nasus 2 sao. Sẵn tiện có Tarik 2 nên dùng luôn, lấy tanh và thêm được 100 máu từ lõi 3. Đối phương đánh thuần Surima, Viron ở 7 nên ôm về các tướng đắt tiền, thành ra đội hình chỉ có mỗi Javan 2. So với đội hình của Achen thì một trời một vực, cho nên họ vẫn không thể đủ khả năng làm lính cứu hỏa, dập tắt ngọn lửa đang hừng hực của Achen. Anh nhặt về được Achok ở vòng chợ 5.4. Quỷ kiếm sẽ được thay thế cho Seth. Và với bẻ lũ vô pháp, họ kết hợp 4 vô pháp và 4 Zaun với nhau. Gravet bị Nila tấn công, hắn ta tụt xuống ngưỡng máu tử, buộc phải kích hoạt vô pháp, lao ra sau, bắn bom khói trả đòn Nila. Nila ao nhây được Gravet nhưng có mặt Kata ở đó kết liễu. Trong lúc đó thì Gravet đã tiến về góc sân còn lại, tiếp cận và lấy mạng hoàng đế Azir. Achen chính thức bị sát đao. Dùng Lexi là tướng 3 vàng thay cho Taric, thêm được tí đồ tể cho Achok. Nila được update lên 2, Azir đã là 6 con. Gặp phải kinh nghiệm meta để Marcia, Javan được dồn đến 3 thú tượng nhưng cũng chỉ nhảy được đúng một lần mà thôi. Pha đại địa chấn đó lại còn không làm choáng được Nila hay Azir nên cũng không chất lượng là mấy. Nila thì đang quạt trực tiếp vào người của Mordor, ác quỷ thiết giáp sẽ phải bỏ mạng. Queen và Sona sẽ không thể đấu lại với sức tấn công đến từ bộ đôi Nila và Azir. Achen dập lửa nhà top 1. Lần này đấu lại với nhà vô pháp thì chỉ là cái bóng của họ mà thôi. Lần này thì các nhà vô pháp đều bay ra sau và tập trung xung quanh Midfor. Nila thẳng tay, cút roi phạt từng đứa. Jinx thì đã có Azir ra tay. Bố già Silco không thể một mình cân bốn, Achen giữ máu thành công trận này. Trận 6.3 thì mới đúng là chính chủ này, với đẳng cấp của 6 Zaun. Với chiến ý ngoan cường, Echo có quay được rất lâu trong giao tranh. Anh đột nhập tuyến sau như thường lệ, cho Midfor một gõ, còn lại chút máu vẫn kịp ra chiêu, phụ đam với đồng đội kết liễu thầy ba, sau đó hồi lại phun cây máu và lòng gỏi con gà. Ở một diễn biến khác thì Nila vẫn còn đang chơi đùa với Gravet chưa xong. Cô bị đánh hội đồng và Achen phải mất đi 17 máu. Anh lụm về thêm một Achok ở rao chợ. Về đến nhà thì ông bà thương cho luôn con Achok 2 sao. Easy game. Mới gặp vô pháp xong thì giờ chỉ còn Demacia thôi. Và đây chỉ là cái bóng nên cũng nhẹ hơn một tí. Achok giang cánh, vô khí thế, chuẩn bị vô vập đến Queen thì đâu ngờ lại trở thành nạn nhân của cô ta. Nila bị Ryze hất tung một nhịp. Nasus để cho linh hồn của Achok trú ngự đủ lâu. Sau khi thấy ba nằm xuống thì quỷ kiếm lại tái xuất giang hồ, cho Sona và Kale biết thế nào là lễ độ. Với 89 vàng đang trong tay, Achen quyết định không lên cấp mà sẽ ôn in ở 8 để kiếm 4 vàng 3 sao. Anh có được 7 gà, 7 chó và 5 Nila. Combat nổ ra, Nila thì bị Gravet và Kata dí tới bến. Echo thì có đến 2 cái bảo hiểm, còn Azir thì không có cái nào, nên để ăn kèo này là quá khó. Chưa hết nửa giao tranh là bộ đôi song sát của Achen đã bốc hơi. Anh rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi chỉ còn 3 máu. Khi ranh giới giữa đi tiếp và cúc cận kề thì may mắn lại mỉm cười với anh. Hai Nasus ra cùng một lúc, nâng tầm thầy ba lên phiên bản mạ vàng. Cái bóng của Demacia không đủ sát thương để vượt qua được khuyển thần. Azir, Nila và Achok được thoải mái chơi game từ A đến Z. Quy kiếm quy phát nào là dính phát đó. Achen sẽ tiếp tục trận chiến với trận đấu quyết định ở 7.3. Đối thủ cạnh tranh top 1 không ai khác chính là nhà nãy giờ đấm anh, vô pháp Zaun. Echo hạ xong Nautilus thì cũng bị hất lên một nhịp. Sau đó cùng với Kata ám sát Midfor. Darius không thể cản bước cậu bé thời gian. Azir một đi không trở lại. Kata 3 cầm hóa kỹ bất ổn, nổ toác người Nila. Không còn đam sau nữa, liệu thầy 3 có thể gánh team được không thầy? Một bổ, thầy cho Gravet đi đời. Echo đang câu kéo thời gian. Jinx đứng từ xa có diệt khổng lồ. Món đồ chuyên dùng counter lượng máu khủng giúp cho nàng Lep gây thêm một lượng sát thương quá lớn. Tiễn thầy 3 đi xa. Achen cay đắng dừng lại ở vị trí top 2. Nasus 3 cũng mạnh. Giữa một meta các bài đấu kích mốc tổng hệ càng cao càng mạnh thì đâu đó lại lòi ra một ông đánh vô pháp, vã luôn Demacia, vã luôn Nasus 3 mới kinh chứ. Nếu thấy video này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.